Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Laptop Việt Way. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế được một cái chiếc logo cho riêng mình, cho thương hiệu của mình này, hay là cho công ty bạn chẳng hạn, hay là để tăng dụng nhân diện thương hiệu thì mà hoàn toàn miễn phí mà lại nhanh đơn giản nữa. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên để truy cập vào Canva thì các bạn truy cập cho mình qua hai trình duyệt, đầu tiên là Cốc Cốc hoặc là Google Chrome. Thì ở đây mình sẽ truy cập qua Cốc Cốc nhé. Ok, và Cốc Cốc này, sau khi mà các bạn đã vào Cốc Cốc rồi thì các bạn tìm kiếm cho mình từ Canva, ấn tìm kiếm này, các bạn chọn cho mình cái trang đầu tiên là thiết kế slide thuyết trình đẹp sáng tạo với công cụ miễn phí. Các bạn click vào đây nha. Ok, sau đó thì nó sẽ bắt các bạn đăng nhập hoặc là đăng ký. Nếu mà các bạn đã có tài khoản sẵn rồi thì các bạn có thể lựa chọn là đăng nhập, còn nếu mà chưa thì các bạn lựa chọn là đăng ký nhé. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn đăng ký để tạo cho mình một cái tài khoản. Sau đó thì nó sẽ cho các bạn các lựa chọn là tiếp tục với Google này, hay là tiếp tục với Facebook này, hay là tiếp tục với email này. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục với Google nhé. Sau đó thì nó sẽ bắt các bạn nhập cái Gmail của các bạn vào đây. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái Gmail của mình vào đây thôi. Trần Thị Ánh Tuyết này, 909a@gmail.com. Rồi ấn tiếp theo này. Sau đó thì mình nhập cái mật khẩu Gmail của mình vào đây này. Tương tự các bạn cũng nhập cái mật khẩu Gmail của các bạn vào đây thôi. Ấn tiếp theo này. Và bước cuối cùng mình cũng ấn tiếp tục nữa này. Ok, sau đó thì nó đã tạo cho các bạn một cái tài khoản Gmail riêng của các bạn bằng cái Gmail của các bạn ở đây rồi nhá. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu vào thiết kế thôi. Đầu tiên là các bạn click cho mình cái vào thiết kế nổi bật, sau đó nó sẽ sổ ra rất nhiều các cái ấn phẩm để các bạn có thể thiết kế. Ví dụ như là ở tài liệu đồ họa thì có bộ công cụ hình ảnh này, bài thuyết trình này, hay là ở bên ảnh video thì có phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa video YouTube, hay ở phần in thì có danh thiếp này, thiệp này, thiệp mời này, cốc và lịch này, hay ở phần marketing thì có logo, poster, tờ rơi. Thì ở đây mình đang thiết kế logo thì mình click và chọn vào logo này. Sau đó chọn vào tạo logo tùy chỉnh. Khi các bạn click chọn rồi thì nó sẽ hiển thị một cái trang logo ở đây và chưa có thiết kế nào cả. Nên mà các bạn cũng có thể là tự thiết kế cái logo theo ý tưởng của mình, hoặc là các bạn có thể thiết kế một cái logo mà Canva nó cho các bạn cái mẫu sẵn. Ở đây thì mình sẽ thiết kế theo cái mẫu sẵn mà Canva nó cho nhé. Ví dụ như là mình thiết kế logo cho công ty mình chẳng hạn. Đây, mình cho các bạn xem qua cái logo, cái trang của công ty mình để thiết kế cái logo cho nó phù hợp nhé. Công ty mình là Laptop Việt Way này. Tìm kiếm này. Đây chính là công ty của mình, Laptop Việt Way. Thì ở đây mình đã thiết kế một cái logo riêng cho công ty mình rồi, với cái hình ảnh nhân logo nhân diện thương hiệu chính là cái máy tính, để cho mọi người dễ dàng hình dung nhất là công ty mình đang cung cấp cái sản phẩm là cái gì. Ok, sau đó thì mình sẽ quay trở lại Canva để bắt đầu thiết kế nhá. Thì ở đây phần thiết kế các bạn tìm kiếm cho mình cái mẫu logo cũng như là cái chủ đề mà các bạn muốn thiết kế. Ví dụ các bạn muốn tìm logo về thời trang, các bạn làm về thời trang, các bạn muốn tìm logo về thời trang nhỉ? Thì các bạn tìm là thời trang này. Còn nếu mà các bạn làm với các cái chủ đề khác, ví dụ đồ ăn hay là đồ ăn vặt, đồ ăn thú cưng, thì các bạn tìm kiếm theo cái chủ đề mà các bạn muốn. Ở đây công ty mình làm về laptop thì mình tìm là máy tính nhá. Máy tính laptop này. Ấn tìm kiếm này. Sau đó chọn một cái logo phù hợp này. Ví dụ như là mình muốn đẩy mạnh tăng cái độ nhận diện thương hiệu lên thì mình sẽ chọn cái logo là cái hình máy tính để mọi người nhìn vào là mọi người có thể biết là công ty mình đang phân phối máy tính luôn. Ví dụ như là mình chọn một cái logo bất kỳ, mình chọn cái logo này luôn đi. Đó. Sau khi click và chọn rồi thì các bạn có thể tùy chỉnh được các cái đối tượng trong cái logo này nha. Ví dụ như là về cỡ chữ này, hay là phông chữ này. Ví dụ như là mình đổi cái này thành tên của công ty mình lên là Laptop Việt Way này. Hoặc là dưới này thì mình đổi thành chuyên phân phối laptop này. Chuyên phân phối laptop này. Hay là mình muốn đổi màu của cái này chẳng hạn. Thì các bạn, ví dụ các bạn muốn đổi màu của cái đối tượng nhé, thì các bạn click vào nó. Nó sẽ hiện trên cái thanh này, có một cái thanh trên này, và các bạn click vào cái màu ở đây này. Đây chính là cái màu của nó này. Click vào đây, ví dụ như là mình muốn đổi thành màu thương hiệu công ty là màu cam đi, thì mình click vào cái màu cam này. Đó, nó sẽ tự động đổi màu cho các bạn. Và hai bên này mình cũng muốn đổi màu cho nó đồng bộ với cái logo nhé. Mình cũng click vào cái đó. Chọn vào cái màu này, đổi màu này. Click tiếp vào nó này. Chọn đổi màu này, đổi màu này. Click tiếp này, chọn đổi màu này, đổi màu này.
các bạn cũng có thể lựa chọn đổi màu hoặc là thay đổi cỡ chữ cho cái phông chữ là của các bạn. Ví dụ như là mình không thích cái phông này chẳng hạn, mình có thể thay đổi phông bằng cách là click vào cái công cụ này. Ở đây nó sẽ hiện ra chữ phông chữ này, mọi người click vào cái dấu mũi tên nó trỏ xuống này, click vào đây thì nó sẽ sổ ra rất nhiều các cái phông chữ khác nhau cho các bạn lựa chọn. Ví dụ như là mình thấy cái phông này nó không được phù hợp với cái logo của mình lắm thì mình chọn một cái phông khác. Ở đây thì có rất rất nhiều các cái phông chữ đa dạng khác nhau cho các bạn lựa chọn. Ví dụ mình thích phông này đi, đây là cái phông mà mình hay sử dụng nhất khi làm logo hoặc là cũng như là làm các cái ấn phẩm khác. Kéo nó ra này, nếu mà nó to quá thì mình có thể zoom nó nhỏ lại này, kéo lên cho nó phù hợp với cái logo, nó cân đối với cái logo mà mình đã tạo. Cái phần chữ này cũng vậy, ở đây chữ thì các bạn cũng có thể đổi màu của chữ này, hay là thay đổi cỡ chữ này, thay đổi cái phông chữ này, hay là có thể làm nó in đậm lên này, hay là làm nó in nghiêng này, hay là cái chân này, hay là in hoa lên này, hay là thay đổi cái bố cục của nó này, hay là phần hiệu ứng này, hay là cho nó mờ đi chẳng hạn. Thì mọi người click vào độ trong suốt này rồi kéo nó, kéo nó càng nhỏ thì độ mờ nó càng mờ, còn nó càng cao thì độ mờ nó càng, thì nó lại có cái độ nét. Ok, ví dụ như hoặc là các bạn không thích cái đối tượng này chẳng hạn thì các bạn click vào cái phần thành phần để thay đổi cái đối tượng này của logo. Ví dụ như là mình làm máy tính thì mình vẫn tiếp tục là tìm là máy tính này, ấn tìm kiếm này, ở đây là sẽ hiện cho các bạn rất nhiều cái đối tượng, cái icon khác nhau để các bạn có thể lựa chọn cho vào cái logo của mình. Ví dụ như là mình muốn thay cái này thành cái này đi cho là phù hợp, xóa cái cũ đi này, cho cái mới vào này, kéo cho nó nhỏ lại cho nó phù hợp với cái logo này đó. Sau đó là đổi màu thành màu của thương hiệu, chính là màu cam đó. Thế thì dần dần mình cũng phải đổi màu cái phông chữ đi thành màu cam này cho nó đồng bộ này, cho nó cho logo nó có một cái màu thống nhất. Khi mà các bạn thiết kế logo thì các bạn cũng chú ý một cho mình một điều rằng là các bạn chỉ thiết kế theo cái màu chủ đạo hoặc là gọi là cái màu nhận diện thương hiệu của công ty các bạn thôi nhá. Khi mà các bạn thiết kế quá nhiều màu vào một cái logo thì nhìn logo nó sẽ bị rối và nó không đẹp, nó không bắt mắt. Và khi mà các bạn làm logo để tăng độ nhận diện thương hiệu cho cái thương hiệu của mình thì nó sẽ không hiệu quả. Đó, các bạn chỉ lên, tốt nhất là các bạn chỉ lên để hai màu chủ đạo thôi. Ví dụ như mình là mình chọn hai màu chủ đạo là màu đen và màu cam. Đó. Như thế thì nó sẽ nhìn logo nó rất là đẹp và nó lại phù hợp với cái công ty của mình. Đó, sau khi mà các bạn đã tạo xong rồi thì các bạn đổi cho mình cái tên trên này. Mình đây là mình đã đổi tên sẵn rồi nên là nó hiện tên như vậy. Còn nếu mà chưa thì nó sẽ hiện một cái dòng rất là dài đây. Mình đổi tên thành một cái tên gì đó mà nó dễ nhất để khi mà các bạn cần đến cái logo này thì các bạn có thể tìm được dễ nhất. Ví dụ mình đổi tên thành logo công ty laptop Việt Quay. Quay này. Ok, sau khi mà các bạn đã đổi tên rồi thì các bạn click vào chia sẻ để có thể lưu nhá. Ấn vào chia sẻ này, ấn vào tải xuống này, chọn định dạng là PNG này và chọn nền trong suốt này, sau đó là tải xuống này. Nó đang trong quá trình tải xuống cái logo cho các bạn đấy. Ok, sau khi tải xong rồi thì nó sẽ có trong cái tab này và các bạn có thể kéo ra để sử dụng, có thể để ví dụ như là các bạn kênh của các bạn là công ty của các bạn làm trên các kênh social hay là kênh YouTube thì các bạn có thể vào rồi thay thế cái logo của mình lên thôi. Ví dụ đây, công ty mình cũng đã có logo riêng đây, laptop Việt Quay. Vậy là chỉ trong 5 phút mà các bạn đã hoàn thành xong một cái chiếc logo vừa đẹp vừa đơn giản mà lại cực kỳ dễ dàng, không mất một đồng chi phí nào như này. Thì sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn có thể dùng nó để tải lên website này, hay là trên YouTube này, hay lên Facebook, hay là bất cứ một cái nền tảng social nào khác. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh, và cùng với đó là click vào nút thông báo để đón nhận những cái thủ thuật về Canva siêu đơn giản mà lại cực kỳ dễ dàng nữa nhé.